Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài hát đầu tiên. Lần này nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa. Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình. Nhỏ ơi, còn gì đâu hơi nhỏ. Còn gì đâu hơi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai. Kỷ niệm ta cùng nhỏ. Gần đúng. 2000. Còn gì đâu hơi nhỏ, bao nắng chiều phôi phai. Chính xác. Bao nắng chiều phôi phai. Nhỏ ơi, còn gì đâu hơi nhỏ, bao nắng chiều phôi phai. Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô. Từ khi là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài. Nhỏ ơi, tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai. Thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao khờ ghê đi. Từ khi khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu. Nhỏ ơi. À, quý vị theo dõi chương trình có thể thấy rằng cái lần này ấy, là chúng tôi ở cái phần thi karaoke này, chúng tôi để nó dài hơn một chút. Là chủ đích của chúng tôi muốn tưởng nhớ tới nghệ sĩ Chí Tài, người cũng đã từng tham gia với Ký Vui Vẻ. Và ban nãy khi mà cái bài hát nó cất lên ấy, giọng của anh cất lên ấy, thì tôi quan sát thấy tất cả các cái nghệ sĩ khách mời đội trưởng đều có một cái gì đó nó rất là lắng đọng. Bởi vì cái nỗi nhớ tới nghệ sĩ Chí Tài, một cái nghệ sĩ rất tài năng và sống rất có tình, và đã là một phần của ký ức rất là sâu đậm của chương trình Ký Ức Vui Vẻ. Và chính vì thế chúng tôi cố tình để nó dài hơn để chúng ta được nghe giọng hát và nhớ lại về một cái gương mặt nghệ sĩ mà chúng ta yêu quý. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Còn gì đâu hơi nhỏ, bao nắng chiều phôi phai. Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là. Bây giờ sẽ là bài hát thứ hai. Ngàn năm xa, con ngàn 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 kết đoàn. Biên giới sâu, con ngàn mối dây trăm tình. Loài dầm kia, con ngàn tình yêu chứa chan. Của đoàn thiếu nhi, hàng mẫu yên ngôi thái bình. Vui liên hoan, thiếu nhi thế giới. Ta ca hát vang lên niềm vui. 2000. Ta ca hát vang lên niềm vui, cao vang lên vang lên, tay nắm tay qua biên núi. Chính xác. Yeah. Ta ca hát vang lên niềm vui, cao vang lên tay nắm tay qua biên núi. Trong tương lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đời, vang khúc ca yêu đời. À, 5 điểm đã dành cho thập niên 2000. Và tôi quan sát cái bài vừa rồi chỉ có 2000 với 2010 hát thôi. Còn các thập niên khác là em thuộc anh, mà anh, tại cái chuông sao, của sao có thấy em hát đâu. Ngàn dặm xa, không ngăn anh em kết đoàn. Biên giới sâu, không ngăn chúng ta trao tình. Loài giặc kia, không ngăn tình yêu chứa chan. Của đoàn thiếu nhi, cùng vui liên hoan thái bình. Thế mà sao không bấm chuông? Đã bảo cái chuông nó không có bị, nó bị lờn rồi. Không, tiếp theo của nó là chuông không kêu, sụp không kêu, dù đã tay đã bấm đấy chứ. Rồi. Anh lắm chứ, nhưng nó chẳng thèm kêu. Bây giờ sẽ là bài hát thứ ba. Em đã sống, con gái bây giờ thích làm duyên. 2010, xin mời. Con gái bây giờ hay ra bờ. Chính xác. Chương trình Ký Ức Vui Vẻ trong suốt 3 mùa vừa rồi, 4 thập niên
70, 80, 90 và 2000 đều có 25 điểm. Wow. Riêng thập niên 2010 các bạn có 50 điểm. Xin chúc mừng. Trở lại chương trình Ký ức vui vẻ, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách chung đầu tiên dành cho tất cả năm đội. Chúng ta sẽ hướng sự chú ý lên sân khấu. Xin mời. Thấy cột cột cho nó lại, cột cho nó. Cột cái này lại. Nhanh đi mọi người ơi. Chắc rồi. Ê mọi người, mọi người có ngay chưa? Chắc chưa nha. Kẹt tao. Ờ trời ơi, có sao không vậy? Được đó, được đó. Được chứ ngọc. Rồi các em xong chưa các em ơi? Rồi. Lẹ đi các em. Dạ. Nhanh lẹ tới giờ thiên rồi. Alo. Dạ, có micro rồi. Tôi, thầy giáo MC trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội trại. Tổ chức hội trại nhằm tạo không khí thi đua học tập, rèn luyện cũng như tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các thành viên học sinh, nâng cao ý thức tự quản của học sinh, ý thức về cuộc sống tập thể, vui chơi cộng đồng. Và đến với hội trại của trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Lại Văn Sâm, hiệu trưởng nhà trường. Đại diện trại của hội phụ huynh học sinh, ông bà Hồng Vân và Phượng Hằng. Đại diện trại của toàn thể giáo viên công nhân viên nhà trường, thầy cô Tự Long và Lâm Hùng. Đại diện khối 12, những anh chị năm cuối lên ngưỡng đại học, anh Tuyến Luật và anh Nguyên Khang. Đại diện trại khối 11, Thanh Duy và Liên Bỉnh Phát. Và đại diện khối 10, những em út năm đầu tiên của hội trại trường ta, xin mời Sơn Thạch và Lưu Hiền Trinh. Rồi đi về thôi. Hai đứa cũng rảnh lắm. Cùng với tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường có mặt đông đủ, một lần nữa đề nghị chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh. Rồi các em, chần chờ gì nữa, đi ra ngoài đốt lửa lên. Dạ. Đốt đi em. Đốt sao? Đốt làm sao? Rồi mình coi như lửa đó cháy rồi. Rồi lửa cháy rồi, lửa cháy rồi, lửa cháy rồi. Xin mời các đội chúng ta ra vòng lại một vòng tròn thiệt là rộng. Ê, chân chân lắm. Hãy nối lại biên xa, ta đi vòng tay lỡ mai để nối Sơn Hà. Mừng tấm bao la, anh em ta về gặp nhau mừng như bão lá quay cuồng về đồng. Tóc tay ta nắm, tôi là một con Việt Nam. Còn đâu có em vui ở đây, dòng bao nhân thông tin dòng loài. Mừng tình người trong ngày mây, thành phố nói vốn xa vời vời. Người chết nói linh thiêng vào đời, ta đủ cười nhớ lên môi. Các bạn ơi, các bạn đã làm nóng đủ chưa ạ? Dạ nóng rồi, lửa cháy phần phần rồi. Dạ, và sau đây em xin tuyên bố chương trình chính trong buổi tối ngày hôm nay. Cuộc thi thời trang tái chế. Tất cả các anh chị có thể thấy đây là tất cả những cái gì chúng ta sẽ được sử dụng làm nguyên liệu trong chương trình thời trang ngày hôm nay. Em xin đọc thể lệ chơi ạ. Đại diện năm trại sẽ có một phút để chọn các nguyên vật liệu phù hợp cho việc sáng tạo thời trang của mình. Sau đó, mỗi đội sẽ có 10 phút để thực hiện các thiết kế nên bộ trang phục từ vật liệu. Một người trong đội sẽ là người mẫu và một người sẽ thuyết trình ý nghĩa bộ trang phục của mình. Và đặc biệt là các đội chơi ơi, hãy nhớ là ý nghĩa chương trình của mình là bảo vệ môi trường nha các anh chị nha. Và xin mời tất cả quý vị khán giả và tất cả các học sinh hãy đếm ngược để chúng ta bắt đầu. Trời làm luôn rồi, làm đếm gì nữa. Thôi cứ đếm đi, thầy cứ đếm đi thầy. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Xin mời ban tổ chức hãy tính giờ giùm em ạ. Cái dây này, lấy dây này ra coi. Nè mở cho. Không có được khổ.
giờ chúng ta hãy dừng tay lại. Xin mời các người mẫu hãy bước về phía chánh đường. Xin mời các quý phụ huynh và các quý thầy cô hãy lên đây ạ. Và trước khi biểu diễn thì em xin nói một chút xíu là thầy Lại Văn Sâm là người sẽ cầm cân nảy mực trong tất cả các buổi biểu diễn ngày hôm nay ạ. Và đầu tiên xin mời hội phụ huynh học sinh, cô Phượng Hằng hãy bước đi những bước đi đầu tiên của mình. Nhạc anh ơi. Anh Lâm Hùng ạ. Dẫn bước đi vô cùng tự tin. Hey, hey. Hey. Một tràng với tay thật lớn cho anh Tiến luôn. Và xin mời nam ca sĩ Thanh Duy. Hay quá, một phần biểu diễn rất gần gũi và phá giải. Xin mời người đẹp cuối cùng, Hiền Trân. Và sau đây là xin mời cô sẽ thuyết trình về bộ sưu tập của mình. Xin giới thiệu với tất cả quý vị. Đầu tiên là thầy hiệu trưởng, hồi nãy thì em cũng có đứng gần thầy và em cũng nói sơ những cái sự gửi gắm của em. Rồi, có gửi gắm trước rồi. Thầy ơi, tức là như vậy nè thầy, thì hưởng ứng cái phong trào gọi là xanh sạch và không được gọi là xả rác bừa bộn, giữ gìn vệ sinh môi trường, cho nên là chúng em quyết định là có một cái bộ sưu tập gọi là cô hầu phòng quyến rũ. Dạ, dựa trên nền tảng có sẵn đó là những cái bèo bọt như vậy nè thầy. Thì tụi em sẽ gắn những cái giấy, mình xếp nó vào là giấy vệ sinh đó thầy. Thì ở đây mình cứ quấn lên người như thế này hả, mà dơ một cái là phát lau. Ví dụ vậy, dạ. Với cái nơ mà bằng dây cước như thế này thì bất cứ lúc nào cô ấy rơi rớt cái gì và cô ấy cần cột cắm cái gì đó thì là cô ấy có thể tháo ra và cái cột ngay tại chỗ. Vâng. Rủ, rồi, dạ. Đã hiểu, vâng. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin thưa thầy hiệu trưởng và thưa tất cả các bạn cùng với cả các quý thầy cô và các bậc phụ huynh, ở cuộc thi này tiêu chí là chúng ta tái chế. Đây là những lời khuyên dành cho những con người đang lạm dụng quá nhiều về túi ni lông. Chiếc túi ni lông này cực kỳ lâu phân hủy khiến cho môi trường của chúng ta bị ô nhiễm. Lời khuyên của chúng tôi là các mẹ, các bà và tất cả chúng ta hãy dùng những sản phẩm thân thiện với môi trường. Đây là một trong những chiếc mũ được tạo từ giấy báo cũ. Nó có biểu tượng của những công tử công tước thời phong kiến ngày xưa. Và đây là chiếc duy băng của những viên tướng. Dù họ có ra trận, ra xa trường đến như thế nào chăng nữa thì họ vẫn phải nhớ họ chiến đấu vì ai, vì quê hương, vì đất nước. Và họ dặn lại là chúng ta đừng hủy hoại những gì họ chiến đấu, đó là không được xả rác ra môi trường. Một phần trình bày rất nhân văn và mạch lạc. Xin cảm ơn anh Tự Long rất là nhiều. Dạ, kính thưa quý vị, kính thưa thầy hiệu trưởng. Sao mỗi lần anh luật ra lại nghe thanh tịnh quá. Kính thưa quý vị, thật ra là bộ sưu tập đáng lý đặt tên là Mẹ Thiên Nhiên. Nhưng cuối cùng với cái tiếng chuông rìa rồi, tụi em xin được đặt tên bộ sưu tập là Thanh Tịnh. Bộ sưu tập của chúng ta lấy cảm hứng từ những nguyên liệu tái chế. Sưu tập là phải gắn liền với xu hướng. Và quý vị có thể thấy trên đây là một cái cuốn băng cassette, nhưng thật ra đây chính là túi để chúng ta có thể đi mua sắm và có thể bỏ mọi thứ vào trong đây, đúng không anh? Đúng rồi em. Và bộ sưu tập của chúng ta, quý vị cũng có thể thấy là khi mà trái đất nóng dần lên thì con người không nhất thiết phải mặc nhiều như vậy. Con người phải mặc ít nhưng mà có thể khiến cho trái đất có thể mát hơn. Đây, đây là những nguyên liệu mà ngày xưa chúng ta có thể cô tắm là đãi hạt đậu đỏ, đậu đen. Nhưng chúng ta không bỏ đi, chúng ta thiết kế thành một bộ trang phục khi cần có thể tháo ra lấy lực liền. Vâng. Và cái thứ hai nữa là quý vị có thể thấy bộ sưu tập của chúng tôi làm rất đơn giản. Cái cần che là che, cái cần hở là hở, không cần thiết phải che hết từ trên xuống. Thank you so much, thank you.
bộ sưu tập đầy ý nghĩa của chúng tôi. Ok, và xin mời nam ca sĩ Thanh Duy và phần thuyết trình của mình. Kính thưa thầy hiệu trưởng, kính thưa quý ban giám hiệu nhà trường, cùng với lại toàn thể phụ huynh học sinh và các bạn đang có mặt tại hội trại ngày hôm nay. Tiếp nối với chủ đề môi trường xanh, chất liệu mà để làm nên bộ sưu tập này thì quý vị có thể thấy ngoài giấy và ni lông thì không còn gì nữa cả. Đặc biệt cái điểm nhấn của bộ trang phục này, quý vị thấy đó là có một cái nơ. Thật ra chúng tôi muốn dùng một cái ý đó là đánh lạc hướng giường không nhà trống. Có nghĩa là ban đầu hoặc nhìn tưởng đây là một cái vật để trang trí đúng không ạ? Nhưng không, quý vị sai rồi. Đây là một cái vật để che chắn, để núp khi mà mình bị quá nhục hoặc là... Còn một cái ý nghĩa rất là nhân văn nữa là bộ sưu tập của tụi con đó là hướng tới cộng đồng. Bộ trang phục này là sự chung tay của rất nhiều những mạnh thường quân, gọi là hiệp sĩ thầm lặng luôn giúp đỡ những người dân, và đó là những người đang đứng ở phía đằng sau của chúng ta. Dạ xin chào thầy hiệu trưởng, xin chào các thầy cô, các vị phụ huynh và các bạn thân mến ạ. Bộ đồ của con thì cũng giống như tất cả các đội khác thôi, là sử dụng những nguyên liệu tái chế như là giấy báo cũ. Còn ngoài ra thì tụi con có xài một cái băng cũ để làm gì? Đây là một cái túi để đựng tiền à. Với cả con xin bổ sung thêm nữa là thật ra cái nơ con đội trên đầu này không đơn giản chỉ là cái nơ. Bọn con như là đại diện của lớp trẻ, lớp măng non, thì đây như là một những đôi cánh thiên thần sẽ chấp cánh cho những ước mơ của bọn con để lớn lên, luôn có ý thức bảo vệ môi trường để có một cuộc sống thật xanh, sạch và đẹp ạ. Xin cảm ơn rất nhiều một phần trình bày vậy cũng nói được luôn, mang ý nghĩa bảo vệ môi trường rất là to lớn ạ. Em với chị Vân có một ý tưởng là thế này: nếu như chúng ta không biết bảo vệ môi trường thì rác rưởi cũng sẽ là biến chúng ta trở thành xác ướp bất kỳ một lúc nào. Đây gọi là đừng để rác bao bọc chúng ta đó mọi người. Đúng rồi đó. Con em nó thông minh quá, ông hiệu trưởng ơi, con em nó giỏi lắm luôn á. Dạ, em xin gửi gắm. Mỗi một đội có một cái đặc tính rất là riêng. Thập niên 70 các bạn làm rất đơn giản, nhưng mà từ cái đơn giản nó hóa thành những thứ rất là phức tạp. Tiếp đến là thập niên 80, thoạt nhìn ý, thì tôi nghĩ rằng các bạn đang sáng tạo ra một cái bộ thiết kế gọi là phi giới tính. Bản thân cái bộ sưu tập này thì nhìn vào nó không tạo ra được nhiều cái ý tưởng như là anh Tự Long anh thuyết trình. Cái bộ của Tiến Luật ấy, cái cần che thì che và cái không cần che thì không cần che. Dạ. Tóm đúng lại, ra là thực sự là vâng. cái cần che là cái mặt đó anh, mà tại vì tôi phải đánh giá cao cái đội thập niên 2000, đây là cái đội duy nhất là được khán giả là cổ vũ và ủng hộ và giúp đỡ. Dạ. Cảm ơn khán giả rất nhiều. Cuối cùng cái mà nó khiến tôi cảm thấy thích thú nhất và đúng với lứa tuổi nhất là 2010. Thấy ngay cái sự trẻ trung và sôi động của cái thập niên này đúng không? Dạ dạ. Và thầy. Nhưng mà cái ý tưởng của các bạn ấy thì nó cũng rất là già dặn. Nó không phải là vì em gửi con em cho anh dạ, đâu nha. Đây là anh nhận xét hoàn toàn dạ. là vô tư. Thì bây giờ mới nói thế này, các phong cách rất khác nhau, nhưng mà tôi đánh giá cái thái độ tinh thần của mỗi đội thì chắc là tôi thích nhất cái bộ của 2010. Và bốn cái đội còn lại cũng là bốn đội mà tôi cảm thấy rất thích. Anh thở không được. Thì, bây em giờ thở. Đây là cái thập niên nào đấy? Bây giờ không biết đây thập niên nào đấy. Nó hâm với mặt Long, nó hâm với mặt kệ nó đi anh ơi. Đây là đúng với tiêu chí của em, tức là nếu như được làm lại em sẽ làm bộ sưu tập. Nếu chúng ta không biết thân thiện với môi trường thì ngay giờ phút này chúng ta sẽ trở thành xác ướp Ai Cập với rác. Anh nói với em nhé, nếu mà ban nãy mà em làm cái này thì đội của em sẽ là đội được đánh giá cao. Không, em này không quan trọng, bởi vì ở đây cái phần này ấy, điểm chắc nó không thành vấn đề. Vấn đề ở đây nó quan trọng là tính đồng đội. Có những đội biết tận dụng cộng đồng nhưng bọn em thì lại không tận dụng được, mà bằng cái nội lực của bọn em, vì bọn em là những người đàn ông lớn tuổi rồi, không nhờ vả người khác. Em nghĩ là điểm hiểu. Nó không quan trọng. Anh hiểu rồi. Vâng, thế còn là em nghĩ là nên cho điểm bọn em bằng nhau đi. Bây giờ là cái lúc mà tôi sẽ phải đưa ra cái quyết định cuối cùng của mình. Các vị phụ huynh ơi, các vị thông cảm cho tôi, bởi vì bây giờ thì khán giả đang xem và tôi biến thành thí sinh của khán giả. Khán giả sẽ đánh giá tôi, nếu tôi đánh giá cái gì đấy nó không đúng ấy, thì là chắc chắn là khán giả sẽ chỉ trích tôi. Cho nên là với cái phần thi này ấy, tôi đánh giá rất cao cả 5 đội. Tôi dành... cái gì đây?
Dạ. Có một sự đe dọa thì sơn mấy tấm cầu. Vâng, và nếu mà xét về mọi yếu tố, về ý nghĩa, về sự sáng tạo, về độ khéo léo và óc thẩm mỹ thì đội 2010 các bạn có 10 điểm. Chúc mừng đội 2010. Và 4 đội còn lại mỗi đội có 5 điểm. Xin chúc mừng. Làm cho bố. Cảm ơn mẹ đã dựng chứng. Dù dạ anh, em cảm ơn thầy, anh cảm ơn thầy. Em là thiên thần dạ. Đây. Bây giờ thôi, bây giờ mình đi về đi ạ. Đi về thôi các em ơi. Đi hốt nó về đi. Ôi đừng.